phim mới của Brad Pitt thống trị bảng xếp hạng phòng vé Canada và Hoa Kỳ. Bộ phim Chiến tranh Fury của Brad Pitt đã chinh phục tất cả những phòng vé vào dịp cuối tuần vừa qua, thu về 23.5 triệu Mỹ Kim doanh thu tại các rạp ở Hoa Kỳ và Canada. Bộ phim Fury đã đẩy quán quân của tuần trước là Gone Girl xuống ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Trong dịp cuối tuần qua, thì bộ phim hình sự với sự tham gia của Ben Affleck đã thu về được thêm 17.8 triệu Mỹ Kim tại các phòng vé. Xếp ở vị trí thứ ba trong danh sách là The Book of Life với doanh thu ra mắt là 17 triệu Mỹ Kim. Trong bộ phim Fury, Brad Pitt vào vai của một cựu binh cứng cỏi, người dẫn đầu một tiểu đội lính tang và trong những tháng cuối cùng của đệ nhị thế chiến. Một số ngôi sao nổi tiếng khác như Shia LaBeouf, John Bertho, Michael Pena và Logan Lerman cũng lần lượt vào vai các đồng đội của Pitt. Các nhà phê bình đã dành nhiều đánh giá tích cực cho bộ phim Fury, giúp cho bộ phim đạt tới 80% lượng đề cử trên website Rotten Tomatoes. Bộ phim Fury đã được sản xuất với kinh phí là 68 triệu Mỹ Kim và có doanh thu mở màn thấp hơn dự kiến là 25 triệu Mỹ Kim. Bộ phim hoạt hình The Book of Life được sản xuất theo phong cách nghệ thuật Mexico với những con rối bằng gỗ có cốt truyện xoay quanh ngày lễ hội cái chết. Bộ phim này là một sản phẩm hợp tác của Real FX Creative Studios và hãng phim 20th Century Fox với kinh phí sản xuất là 50 triệu Mỹ Kim. Cũng được phát hành bởi Fox còn có Gone Girl được công chiếu vào ngày 3 tháng 10 với tổng doanh thu toàn cầu hiện đang ở mức 107.1 triệu Mỹ Kim. Xếp ở vị trí thứ tư là Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day của Walt Disney với doanh thu là 12 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, thì bộ phim lãng mạn mới công chiếu là The Best of Me chỉ xếp hạng ở thứ 5.